tận hưởng dòng chảy bất tận của vị giác tinh tế, hội tụ trong từng chiếc bánh thơm ngon. Kitsu, trao trọn yêu thương. Kitsu vẹn tròn hương vị nguyên bản, đầy đủ dưỡng chất từ sữa tươi, trứng gà tươi và sợi gà thơm ngon. Kitsu bông lan, phiên bản tươi mới không giới hạn, cùng bạn chăm sóc cho cả gia đình. Kitsu bông lan tươi, dịu thơm, mềm mịn, đậm đà trong từng khoảnh khắc. Biểu tượng nhãn hàng đã thể hiện rất rõ tình yêu thương thông qua logo và chữ Kitsu. Qua đó, chúng tôi muốn gửi thông điệp tới khách hàng là chúng tôi làm ra sản phẩm bằng cả trái tim. Tháng 3 là tháng yêu thương để dành cho những người phụ nữ. Và Bảo Ngọc đã chọn cái dịp này để cho ra mắt sản phẩm mang nhãn hiệu Kitsu với thông điệp là trao trọn yêu thương. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những chương trình rất là đặc biệt để tri ân phụ nữ, những người đã rất là vất vả, lo toan cho cuộc sống gia đình, và họ xứng đáng được nhận cái tình yêu thương đó. Sản phẩm mới Kitsu bông lan được ra đời từ tâm huyết về một sản phẩm hội tụ đầy đủ sự sáng tạo và tinh tế, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nhập khẩu với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, có tính tự động hóa và độ chính xác cao. Bảo Ngọc không chỉ áp dụng công nghệ sản xuất mới nhất hiện nay mà còn quản lý chất lượng chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất nghiêm ngặt tạo ra sản phẩm. Đảm bảo toàn bộ hệ thống hình thành nên sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt chuẩn những tiêu chí nội bộ mà ban lãnh đạo công ty đề ra cho toàn hệ thống sản xuất đối với từng sản phẩm bánh Kitsu bông lan trứng tươi sợi gà và bánh Kitsu bông lan trứng sữa tươi. Dây chuyền sản xuất Kitsu bông lan được Bảo Ngọc đặt ở cả hai nhà máy là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với công suất lớn có thể đáp ứng ra thị trường lên tới 60 triệu sản phẩm, tương đương 1.500 tấn bánh một năm. Sản phẩm sẽ được phân phối trên thị trường toàn quốc với hệ thống 60.000 điểm bán của Bảo Ngọc. Sản phẩm Kitsu bông lan trứng tươi sợi gà và Kitsu bông lan trứng sữa tươi ra đời từ mong muốn trao tay người Việt dòng sản phẩm tiện dụng, chất lượng, sáng tạo, cải tiến, đáp ứng nhu cầu kép về dinh dưỡng của khách hàng. Mục tiêu trở thành top đầu trong các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Kitsu là biểu trưng của Bảo Ngọc ngày hôm nay. Kitsu ra mắt người tiêu dùng, hứa hẹn một sự kiện bùng nổ mới về doanh số, khẳng định vị thế của Bảo Ngọc trong ngành bánh kẹo, gửi chọn khát khao, trao chọn yêu thương tới những khách hàng Việt có gu ẩm thực đẳng cấp. Kitsu, phong vị mới của người Việt, nâng tầm vị giác. Gia đình mình đã ăn rất nhiều loại bánh của Bảo Ngọc rồi. Mình được giới thiệu loại Kitsu bông lan mới này, mình ăn thấy ngon. Mình tin là các con của mình cũng sẽ rất là thích. Kitsu bông lan này thì đảm bảo chất dinh dưỡng đầy đủ cho cả gia đình và các bé. Bánh Kitsu bông lan cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình, có thể dùng vào bữa sáng hoặc các bữa phụ. Mình sẽ sử dụng bánh lâu dài. Bảo Ngọc luôn lắng nghe và thấu hiểu sự thay đổi tinh tế trong khẩu vị ẩm thực của người Việt và đáp ứng nhu cầu phong phú về ẩm thực của người dân Việt Nam cũng như người nước ngoài. Với hy vọng, Kitsu là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người thân yêu. Đó là lý do Kitsu bông lan ra đời và hứa hẹn sự khai phóng về khẩu vị. Chiếc bánh Kitsu cũng chính là món quà với tất cả tâm huyết và yêu thương mà Bảo Ngọc muốn trao trọn yêu thương đến tất cả các khách hàng, chiếm trọn sự yêu ái của người tiêu dùng. Kitsu, món quà vô giá, kết nối những yêu thương. Kitsu, bữa ăn hoàn hảo thay cho người phụ nữ chăm sóc cả gia đình. Kitsu, trao trọn yêu thương, quà tặng cả thế giới phụ nữ.